Thời khóa biểu. Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Thời khóa biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo trình tự thứ, buổi, tiết, môn. Thời khóa biểu lớp 2A. Thứ hai, buổi sáng. Tiết 1, hoạt động trải nghiệm. Tiết 2, toán. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều. Tiết 1, tiếng Anh. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 3, buổi sáng. Tiết 1, tiếng Việt. Tiết 2, tiếng Việt. Tiết 3, toán. Tiết 4, giáo dục thể chất. Buổi chiều. Tiết 1, đạo đức. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Tiết 3, tự nhiên và xã hội. Thứ 4, buổi sáng. Tiết 1, toán. Tiết 2, mỹ thuật. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều. Tiết 1, hoạt động trải nghiệm. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 5, buổi sáng. Tiết 1, tiếng Việt. Tiết 2, tiếng Việt. Tiết 3, giáo dục thể chất. Tiết 4, toán. Buổi chiều. Tiết 1, tự nhiên và xã hội. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 6, buổi sáng. Tiết 1, tiếng Việt. Tiết 2, tiếng Việt. Tiết 3, toán. Tiết 4, tiếng Anh. Buổi chiều. Tiết 1, âm nhạc. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Tiết 3, hoạt động trải nghiệm.